Xin chào quý khán giả của Auto Việt Nam. Bên cạnh tôi đây là chiếc xe Toyota Fortuner Legender 2021. Và Toyota Việt Nam cũng đã chia sẻ với chúng tôi rằng là đây là một trong những cái phiên bản độ sẵn ở nhà máy, thay thế cho phiên bản Fortuner TRD Sportivo, cũng là một trong những cái phiên bản độ gắn với phiên bản Fortuner tiền nhiệm. Với Fortuner Legender 2021 thì chúng ta sẽ có hai phiên bản được phân phối chính thức ở tại thị trường Việt Nam. Đó chính là phiên bản sử dụng động cơ 2.4 lít một cầu máy dầu, có mức giá bán niêm yết là 1 tỷ 195 triệu đồng. Còn lại thì phiên bản sử dụng động cơ 2.8 lít hai cầu thì có mức giá bán là 1 tỷ 426 triệu đồng. Vậy Toyota Fortuner Legender 2021 có gì để khiến cho các bạn móc hổ bao sở hữu mẫu xe này? Thì ngay bây giờ trong video clip này chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu sâu hơn. Về ngoại hình của chiếc xe Toyota Fortuner Legender 2021 thì các bạn có thể thấy ở ngay đây thôi. Chúng ta sẽ có một cái mẫu xe với một cái ngoại hình thiên hướng là đem lại cái góc độ là thể thao và off-road, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy ở phần phía đầu xe, thân xe và đuôi xe. Tuy nhiên thì điểm mà tôi muốn nhấn mạnh và chia sẻ với các bạn đó chính là những cái trang thiết bị tính năng công nghệ được áp dụng trên cái mẫu xe Fortuner Legender này. Đó chính là cái gói công nghệ Toyota Safety Sense, một trong những cái gói công nghệ an toàn đã được áp dụng trên những cái mẫu xe của Toyota hiện tại. Đứng cạnh tôi ngay lúc này là phiên bản sử dụng động cơ 2.4 lít một cầu máy dầu. Thì với một cái khối động cơ sản sinh ra khoảng tầm 147 mã và moment xoắn là khoảng tầm 400 Nm ở những giải vòng tua đạt được khoảng 1.600 vòng trên 1 phút, thì chúng tôi sẽ có một cái video sâu hơn, chi tiết hơn để đánh giá cái khả năng trải nghiệm của mẫu xe này ở trong đô thị, ngoài đường trường cũng như là cái khả năng off-road của nó. Tuy nhiên chúng ta hãy quay trở lại về cái thiết kế ngoại thất xe. Với Toyota Fortuner Legender thì phải nói rằng là cái ngoại hình thiết kế ở phần đầu xe, mẫu xe này nó đem lại cho chúng ta đúng là một cái điều gì đó nó rất là thể thao và off-road. Chúng ta sẽ có những cái phần chi tiết mặt ca lăng xe được sử dụng hoàn toàn một cái tông màu đen, và nó khác biệt hoàn toàn so với cái màu sơn hiện tại của nó. Mặt ca lăng xe thì với những cái họa tiết ở phần phía bên trong theo kiểu dạng hình sóng gợn ở đây, trông nó rất là hài hòa với cái tổng quan thiết kế. Bên cạnh đó thì điểm mà tôi muốn nhấn mạnh và chia sẻ cho các bạn đó chính là cái phần cụm đèn chiếu sáng ở đây. Cái phần cụm đèn chiếu sáng ở đây thì thay vì cái kiểu thiết kế như phiên bản cũ nó hơi to tròn một chút, thì với Legender thì chúng ta sẽ có một cái phần cụm đèn chiếu sáng thiết kế mảnh hơn và nó vuốt ngược về phía tai xe. Với cái họa tiết ở phần phía bên trong, cách tạo hình của phần cụm đèn chiếu sáng đây, chúng ta sẽ thấy rằng là cái cụm đèn này nó sẽ có hai cái thấu kính project ở phần phía bên trong. Như các bạn tư vấn bán hàng của Toyota thì cũng có chia sẻ với tôi rằng là nếu như mà chúng ta bật đèn cốt thì phần thấu kính ở phần phía bên ngoài nó sẽ bật lên, còn nếu như chúng ta bật đèn pha thì toàn bộ ba vị trí bóng đèn này nó sẽ bật lên để tăng cường độ chiếu sáng, giúp cho chúng ta vượt qua những cái điều kiện thời tiết xấu. Bên cạnh đó thì điểm nhấn ở đây thì chúng ta sẽ có những cái giải đèn daylight được thiết kế cách tạo hình theo kiểu dạng hình xương cá ở đây. Và cá nhân tôi thì tôi cho rằng là với cụm đèn của Fortuner Legender thì một phần nào đó nó đã khiến cho chúng ta có một cái điều gì đó, nó có một cách nhìn nhận khác về Toyota. Với những cái giải sản phẩm của Toyota hiện tại thì chúng ta thấy được những cái giải sản phẩm mới đã được ra mắt trong năm 2020, như là Toyota Corolla Cross, rồi Innova mới, rồi đến Toyota Fortuner Legender thì phải nói là những cái giải sản phẩm mới Toyota hy vọng đem lại cho chúng ta những cái gọi là những cái mẫu mã sản phẩm mới và lấy lại những gì mà Toyota đánh mất trong những thời gian qua ở tại thị trường Việt Nam. Quay trở lại với Toyota Fortuner Legender một chút. Điểm nhấn thứ ba đó là cái phần cản bá đỡ sông ở đây. Chúng ta sẽ có những rất nhiều những cái đường cắt xẻ, đường gân nếp gấp. Rồi cái điểm ở đây tôi muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là cái phần đèn xi nhan báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm đây. Tôi sẽ test cho các bạn xem. Đó, các bạn có thể thấy cái phần đèn xi nhan báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm đây thì nó được sử dụng dạng LED và thiết kế nó rất giống với những mẫu xe của Lexus, đúng không ạ? Rất là đẹp. Đó, và nhiều người cũng có chia sẻ với tôi rằng là nếu như mà cái phần đèn xi nhan báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm nó đặt ở phần phía bên dưới này thì nó sẽ hạn chế cái việc là những cái phương tiện di chuyển đi đối diện nó sẽ rất khó để quan sát. Tuy nhiên thì tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng là nhà sản xuất họ sản xuất ra một cái chi tiết nào đó thì họ phải đảm bảo cái việc đó là tính an toàn kỹ thuật của xe. Và với cái thiết kế ở đây thì tôi cho rằng là nó cũng
cũng rất là dễ quan sát thôi, nó cũng không có gì khó khăn cả. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng là nếu như cái phần chi tiết này nó bật lên thì các bạn sẽ cũng rất dễ là quan sát. Đó. Ok, phần phía bên dưới gầm thì chúng ta sẽ có một cái phần khuếch tán gió ở đây, được sơn nhũ mạng. Và điểm mà tôi muốn nhấn mạnh với các bạn, lý do tại sao mà Fortuner Legender hướng tới đó là cái góc độ thể thao và off-road, đó chính là phần phía bên dưới ở đây chúng ta sẽ có những cái nó bảo vệ cái phần phía bên dưới của động cơ xe, lái các te rồi thước lái rồi trụ lái vân vân, rất nhiều thứ, những cái mẫu xe off-road địa hình mới có được. Ok, chúng ta hãy tiến tới cái phần thân xe một chút đi. Với phần thân của chiếc xe Toyota Fortuner Legender thì kích thước tổng thể chiều dài, chiều rộng, chiều cao và phần trục cơ sở xe thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn ở bên trên màn hình. Còn về cái trục cơ sở của chiếc xe Toyota Fortuner Legender thì chúng ta đang có một cái kích thước rất là lớn, lên tới 2745mm. Và với một cái kích thước này chúng ta sẽ có một cái không gian bên trong nội thất rất là rộng rãi. Và lát chút nữa thôi chúng ta cùng nhau đi khám phá bên trong nội thất xe. Tuy nhiên thì tôi muốn chia sẻ cho các bạn sâu hơn về cái ngoại hình xe. Với Fortuner Legender thì chúng ta vẫn được trang bị một cái bộ la răng kích cỡ là 18 inch thôi. Nó cũng không có những cái sự thay đổi. Nếu so sánh với Ford Everest, đối thủ nặng khí nhất của Fortuner, thì Everest được trang bị một cái bộ la răng khoảng 20 inch, thì nó cũng có những cái điểm mạnh và điểm yếu như tôi đã chia sẻ ở video clip rồi. Thì với Fortuner Legender thì chúng ta vẫn được trang bị một cái bộ la răng là 18 inch và cách tạo hình theo kiểu dạng hình cánh quạt. Và với Fortuner thì Legender thì vẫn được trang bị một cái bản lốp đó là 265-60 và sử dụng lốp của Burskeston. Và với lốp này thì sử dụng lốp béo nha các bạn nhé. Và lốp này thì giúp cho chúng ta đi đường trường nó cũng rất là êm ái. Và đi ở những cung đường khó như cung đường off-road thì nó sẽ đem lại cho chúng ta cái trải nghiệm nó tốt hơn. Ok, bánh hai bánh phía đằng trước sử dụng đĩa thông gió, còn phía đằng sau sử dụng đĩa đặc. Bên trên này thì chúng ta sẽ có một cái phần gương có khả năng chỉnh điện, gập điện, có đèn xi nhan báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm dạng LED. Tuy nhiên phần phía bên trong thì tôi không thấy cái cảnh báo điểm mù đâu. Tay nắm cửa thì chúng ta sẽ có cảm biến mở cửa nhanh, keyless entry. Chúng ta chỉ cần mang chìa khóa bên người thôi là chúng ta có thể là nhấn vào cái nút cảm biến đây là nó sẽ mở ra rồi. Bên trên thì có thanh giá nóc thể thao, có thanh dây trượt. Ok, chúng ta hãy tiến tới cái phần đuôi xe một chút đi. Với phần đuôi xe của chiếc xe Toyota Fortuner, điểm mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn những cái sự khác biệt giữa phiên bản thông thường và phiên bản độ Legender, đó chính là cái phần thanh nan ở giữa này kết nối hai cụm đèn với nhau. Nó được sử dụng một cái tông màu đen, nó trùng với cái phần mặt ca lăng xe. Và các bạn có thể thấy rằng là cái dòng chữ Fortuner này nó sẽ được khắc chìm. Phía bên trên thì chúng ta sẽ vẫn có cái cánh gió thể thao tích hợp với đèn phanh trên cao sử dụng dạng LED, đúng không ạ? Phía bên dưới cản ba đợt sốc thì chúng ta sẽ cũng vẫn có những cái phần chi tiết được sơn đen ở đây. Và đằng sau chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 con cảm biến lùi. Chi tiết camera lùi đều có hết. Trên phiên bản 2.4 sử dụng động cơ 2.4 lít một cầu số tự động và 2.8 lít hai cầu thì đều được trang bị camera 360 độ theo xe và đều có chức năng đá cốp. Với phiên bản 2.4 lít một cầu số tự động và phiên bản 2.8 lít hai cầu số tự động thì đều được trang bị chức năng đá cốp. Và các bạn nên nhớ rằng là cái phần chi tiết cảm biến cốp nó ở hai bên nhá, chứ không phải nằm ở vị trí giữa như các dòng xe khác. Và tất nhiên thì cốp của Toyota Fortuner thì được trang bị cốp điện và chống kẹt. Đó, và chống kẹt. Ok. Không gian ở phần phía đằng sau thì tương đối là rộng để giúp cho chúng ta để một này, hai cái vali hoặc có thể là một bộ gốp ở đây. Và với không gian này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có rất nhiều những cái vị trí để chúng ta để đồ. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá một chút bên trong cái khoang nội thất xe đi. Bước vào bên trong cái khoang nội thất của chiếc xe Toyota Fortuner Legender thì các bạn sẽ thấy rằng là Toyota họ đem tới cho chúng ta là một cái không gian với hai tông màu, màu sắc chính. Đó chính là màu đen và màu đỏ viền ở đây. Phần vách ghế cũng được sử dụng một cái tông màu đỏ. Và một mẫu xe đã được thay đổi rất nhiều những cái chi tiết nội thất bên trong xe. Ví dụ chẳng hạn như các bạn có thể thấy rằng là chúng ta sẽ có những cái viền đèn nội thất ambient light ở đây.
Đó, rất là đẹp. Ở phía bên trên tắp lô xe thì vẫn được sử dụng nhựa giả da. Tuy nhiên ở phần phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có những cái phần sử dụng da mềm, và với những cái viền chỉ đỏ ở đây rất là trau chuốt, rất là tỉ mỉ. Ở những cái mẫu xe của Toyota ấy thì họ luôn luôn đặt khách hàng làm trung tâm. Bởi lẽ vậy nên là cái tinh thần Otemurashi mà giúp cho khách hàng có được những sự tiện dụng nhất. Điều đó nó thể hiện không chỉ đến từ cái những cái chức năng công nghệ mà Toyota đem tới cho chúng ta, mà nó còn đến từ những cái chi tiết như là hộc để đồ, hay là những cái phần phía bệ đỡ tay này của tôi, hay là vân vân, rất nhiều thứ bên trong nội thất xe. Chúng ta sẽ có một cái màn hình 7 inch. Chúng ta sẽ có một cái màn hình 7 inch này, có khả năng kết nối với cả vệ tinh AVN, rồi Bluetooth, USB, AUX, vân vân. Rất nhiều thứ. Ở phần phía bên trên thì chúng ta sẽ cũng vẫn có là hai cửa gió điều hòa ở đây, được sơn đen. Đó, điều hòa thì hai vùng tự động. Cần số thì theo kiểu dạng zig zag. Như tôi đã chia sẻ với các bạn, truyền thống trên những mẫu xe Toyota, cần số theo kiểu dạng zig zag. Và với hai chế độ, đó là chúng ta lái D thông thường, và nếu như chúng ta muốn sử dụng lẫy chuyển số sau vô lăng thì chúng ta chuyển sang chế độ S. Đó. Ở bên cạnh thì ở dưới đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có những cái viền, những cái ốp vân gỗ theo kiểu dạng piano. Rồi những cái nút bấm như là chuyển sang chế độ tiết kiệm nhiên liệu, rồi chế độ vận hành off-road thể thao, đấy, chạy đường trường, touch traction control. Ở bên trên vô lăng xe thì chúng ta sẽ vẫn có một cái phần vô lăng với phần da tương đối là mềm. Và bên trên đỉnh vô lăng thì chúng ta sẽ có những cái phần ốp gỗ piano ở đây để đánh dấu vị trí, đúng không ạ? Và sau vô lăng thì chắc chắn là có thêm những cái phần lẫy chuyển số thể thao đây rồi. Vô lăng xe thì chúng ta sẽ vẫn có những nút bấm cơ bản như là tăng giảm âm lượng, điều khiển những chế độ ở phần phía đằng sau của cụm đồng hồ táp lô xe, điều khiển những cái tính năng ở bên trên cái màn hình 7 inch này. Đằng sau vô lăng thì chúng ta sẽ có một cái cụm đồng hồ táp lô theo kiểu dạng analog bán điện tử. Và nếu như các bạn muốn tìm kiếm những cái thông tin thông số kỹ thuật của xe thì các bạn có thể truy cập trang web autovietnam.com.vn mà tôi đã gài link ở phần phía bên dưới rồi. Ở táp lô xe thì cũng vẫn vậy thôi. Chúng ta sẽ có những cái phần ốp da hai tông màu đỏ và đen, da rất là mềm, có cả những viền đèn nội thất ambient light. Ở trên Toyota Fortuner Legender 2021 được trang bị hệ thống loa JBL với 9 loa. Hôm nay thì cũng là một buổi trải nghiệm nhanh về chiếc xe Toyota Fortuner Legender thôi. Hẹn các bạn ở video tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ sâu hơn về cái khả năng vận hành của xe. Chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá một chút hàng ghế thứ hai nhé. Ok, hàng ghế thứ hai của những mẫu xe đến từ Nhật Bản, đặc biệt là Toyota, luôn luôn đem lại cho chúng ta những không gian ở phần phía bên trong rất là rộng rãi. Với Toyota Fortuner thì tôi luôn luôn ghi nhận rằng là mẫu xe này họ đem tới cho chúng ta là cái không gian rất là thoáng và nó cảm giác rất là thanh thang. Chúng ta sẽ có những cái ô cửa kính được thiết kế rất là rộng để đảm bảo những cái luồng ánh sáng vào bên trong nội thất xe. Rồi phần phía bên tay trái của tôi thì cũng có những cái phần bệ đỡ tay được sử dụng da mềm với hai tông màu đỏ và đen. Bên tay phải thì cũng có cả bệ đỡ tay luôn. Đó, bệ đỡ tay và có thêm cả những cái phần chi tiết để chai nước, cốc nước ở đây nữa. Rất là tiện dụng đúng không ạ? Bên cạnh đó như tôi đã nhấn mạnh và chia sẻ với các bạn thì những mẫu xe đến từ Nhật thì luôn luôn đặt khách hàng làm trung tâm, thể hiện cái tinh thần Otemurashi, đem tới cho khách hàng những cái gì gọi là tiện dụng nhất. Chúng ta sẽ có những cái phần móc treo áo hay là móc treo những cái đồ vật nhỏ ở đây, túi bóng biếc ở đây. Và không thể thiếu những cái đèn đọc sách ở đây này, rồi nút điều khiển chế độ gió để quạt ở đây, rồi cửa gió điều hòa, hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba đều có. Đó là những cái ưu điểm trên một cái mẫu xe đến từ Nhật. Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy rằng là hàng ghế thứ hai thì chúng ta sẽ được sử dụng cũng là hai tông màu, vách thì được sử dụng màu đỏ, rồi phần phía ghế ngồi đây chúng ta sẽ để sử dụng những cái phần chi tiết đục lỗ thông thoáng hơn. Và ghế này thì chúng ta có thể là điều chỉnh lên, điều chỉnh xuống, ngả khoảng tầm ngả phải được khoảng tầm 45-50 độ hơi nhiều. Ok, ở phía đằng sau thì ghế còn có những cái móc cố định trẻ em, ghế Osofix đúng không ạ, đều có hết. Sàn thì tương đối là phẳng. Ok, ngồi ở hàng ghế thứ hai như này thì cũng rất là ok. Và cái độ ngả như thế này thì tôi cảm thấy rằng là rất là thoải mái. Với phần đầu gối, với hàng ghế trước và ghế sau thì thực sự các bạn sẽ thấy rằng là nó rất là rộng. Ở phần phía đằng sau thì chúng ta còn có những cái cổng sạc 2,1A, rồi sạc thiết bị văn phòng 230V điện xoay chiều ạ.
Ok, chúng ta hãy khám phá một chút hàng ghế thứ ba đi. Với hàng ghế thứ ba của chiếc xe Toyota Fortuner Legender thì các bạn sẽ có hai cửa gió điều hòa ở phần phía đằng sau hàng ghế thứ ba. Nó là một trong những cái điểm rất quan trọng và cứu thế cho những cái mùa hè nóng nực ở Hà Nội. Đó, và các bạn thể thấy là những cái sự tiện dụng ở đây. Và tôi muốn chia sẻ một chút về cái cảm nhận không gian của mình khi mà ngồi hàng ghế thứ ba. Thì tôi cho rằng là với hàng ghế thứ ba của những mẫu xe đến Nhật, đặc biệt là Toyota Fortuner, thì tôi cho rằng là nó cũng là một trong những cái ưu điểm rất là mạnh. Các bạn có thể thấy ở đây thôi, chúng ta sẽ có một cái không gian rất là rộng, thoải mái hơn so với những cái mẫu xe khác. Nói về hàng ghế thứ ba thì thực ra thì nó chỉ dành riêng cho trẻ em thôi. Tuy nhiên thì với một người lớn cao 1m75 và nặng khoảng tầm 80 cân như tôi thì ngồi như này cũng rất là ok thôi. Tất nhiên là nó sẽ không thể thoải mái như hàng ghế ngồi hàng ghế thứ hai hay là ngồi hàng ghế đầu được. Tuy nhiên thì với không gian như này tôi cho rằng là cũng rất là ok. Và với hàng ghế này thì tôi đã để ở vị trí tiêu chuẩn rồi và có thể là điều chỉnh một chút. Hàng ghế thứ ba thì chúng ta còn có những cái bệ đỡ đầu ở hai bên nữa. Dây đai an toàn ở tất cả các vị trí khác nhau, đèn đọc sách đều có. Và với Toyota Fortuner Legender 2021 với hai phiên bản như tôi đã chia sẻ với các bạn mức giá bán ở phần đầu video clip, thì nếu như các bạn có lựa chọn mẫu xe này thì hãy cho chúng tôi biết bằng comment ở phần phía bên dưới bình luận. Và chúng ta hãy cùng nhau bình luận một cách thực sự là văn minh để đưa ra những cái gọi là thảo luận vui vẻ nhất nhá. Các bạn nghĩ sao về Toyota Fortuner Legender và những cái dòng sản phẩm mới của Toyota hiện nay trong năm 2020 thì hãy cho chúng tôi biết bằng comment nhá. Còn bây giờ thì xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video clip tiếp theo.